Người chọn nghề hay nghề chọn người? Nghề chọn người đâu đó sẽ là một sự thỏa hiệp để đáp ứng lại cái tâm chấp nhận của chính mình. Người chọn nghề đó chính là sự lựa chọn đối diện và dấn thân. Thành quả của ngày mai sẽ là kết quả của sự lựa chọn hôm nay. Centerland với sứ mệnh đem lại cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả cho khách hàng và đời sống thịnh vượng cho nhân viên, tự tin là một điểm đến mà bạn có thể thỏa sức cống hiến lựa chọn. Centerland có gì để bạn lựa chọn? Thứ nhất, môi trường tốt, lãnh đạo có tâm, có tầm nhìn, có kinh nghiệm, có khả năng đào tạo. Toàn bộ anh chị em nhân viên sống hòa đồng, yêu thương, giúp đỡ, tư duy cùng thắng. Thứ hai, chính sách tốt, đầy đủ chính sách tốt cho tất cả anh chị em nhân viên. Cơ hội thăng tiến luôn rộng mở cho người có năng lực, có sự cống hiến. Ba, phẩm chất tốt, sản phẩm tốt, pháp lý đầy đủ, rõ ràng, giá phù hợp, biên độ lợi nhuận tốt 30-50% trên năm. Đào tạo tốt, đào tạo thực tế, cụ thể, tâm huyết, đồng hành với các bạn là một lãnh đạo có tâm, cùng một tập thể cùng tiến. Không ai khác mà chính là bạn mới lựa chọn được cho chính mình. Để gia nhập gia đình Centerland, vui lòng liên hệ số điện thoại 0962 854 858 để được phỏng vấn.